Nếu nói ăn thịt con rùa thì thịt con rùa nó tốt gì cho sức khỏe bà con ạ? Không phải thịt con rùa là bà con không ăn được. Ăn được đấy, nó tốt. Nhưng mà đối với những người có bệnh thế này, không ăn được thịt rùa, đó là những người có bệnh đau dạ dày, không ăn được thịt rùa. Chân tay lạnh, không ăn được thịt rùa. Phụ nữ rong kinh, không ăn được thịt rùa. Người bị đường ruột, không ăn được thịt rùa. Đó là gì nha bà con. Còn nó tốt là tốt cho sức khỏe thế này bà con ạ. Tốt cho sức khỏe là người có hen suyễn được tốt, suy tim, suyễn tim mạch để giải quyết tốt, huyết áp cao, ổn định tốt. Trẻ em ho lâu ngày, suy dinh dưỡng, thiếu máu, suy nhược, hội chứng mãn kinh, ngực sườn đau nhức, mất ngủ, ra mồ hôi trộm, bệnh trí, đau lưng, mỏi gối. Đó, như vậy ra mồ hôi trộm và bệnh trí, đau lưng, mỏi gối. Chúng ta ăn một ngày không quá 10 gram thịt rùa, không ăn hơn 10 gram thịt rùa trong một ngày. Ăn 6 ngày, phải nghỉ một ngày nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.